Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 6 này, nhiều chính sách mới có hiệu lực như 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, ô tô miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp phí hồ sơ, hay người dân có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó quy định giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe bị thu hồi trong các trường hợp sau: có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp cho người không đủ một trong các tiêu chuẩn quy định, do cơ quan hoặc người không có thẩm quyền cấp, bị tẩy xóa, sửa chữa, cho cơ sở đào tạo khác thuê, mượn để sử dụng nhưng không tham gia giảng dạy hoặc cho tổ chức cá nhân khác thuê mượn để sử dụng. Nghị định số 41/2024 NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2024. Từ ngày 1/6, Thông tư 05/2024 của Bộ Giao thông Vận tải chính thức có hiệu lực. Điểm nổi bật của thông tư trên là việc quy định 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, gồm có hành vi gian dối để được giấy phép lái xe, tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe, khi người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe. Ngoài ra, thông tư cũng sửa đổi việc những người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định. Từ 1 năm trở lên phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại giấy phép lái xe. Thông tư 02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/6. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây: tên và hình ảnh của sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thời gian sản xuất kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số series sản phẩm nếu có, thời hạn sử dụng sản phẩm hàng hóa nếu có. Cũng có hiệu lực trong tháng 6, đó là thông tư 11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới. Tại điều 4 quy định mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng một xe, mức giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới là 23.000 đồng một lần một xe. Giá dịch vụ đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí, cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.